Chào các bạn đến với Đoàn Hòa Món Ngon Lạng Sơn. Hôm nay Hòa sẽ chia sẻ một món rất là ngon và đặc sản ở Lạng Sơn, đó chính là món phở chua. Mời các bạn cùng làm món phở chua đặc sản Lạng Sơn. Thực hiện đúng cách sẽ không khó, chỉ cần theo dõi kỹ các bạn sẽ thành công. Món này ăn rất phù hợp với thời tiết nóng bức. Các gia vị trộn đều với nhau tạo ra một đĩa phở chua rất là đẹp và bắt mắt. Bạn nào đến Lạng Sơn nhớ thưởng thức món phở chua. Đĩa phở không những bắt mắt mà bát nước nhủ đậm đà, màu đỏ đặc trưng. Các bạn tham khảo nguyên liệu. Tiên mình sẽ thái cà rốt. Thường thường mình đi nấu cỗ thì mình hay nạo thì được nhanh hơn, nhưng thái chỉ nó sẽ giòn ngon hơn các bạn ạ. Dưa chuột mình cũng thái rồi, thái chỉ. Chuột và cà rốt thái chỉ xong, ta sẽ cho một chút bột canh và một chút đường vào ướp để cho mềm. Dứa mình cũng thái chỉ các bạn nhé. Tùy từng nhà làm nộm phở chua, như nhà Hòa này, Hòa lại thích ăn dứa. Cho dứa vào nộm phở chua rất là thơm ngon các bạn ạ. Sáng mình đã đi chợ chọn được miếng thịt nạc ngon. Mình sẽ cho thịt vào luộc. Mình sẽ luộc xá xíu nha các bạn ơi. Luộc đã chín ta vớt ra và trao. Mình thái xá xíu nha các bạn ơi. Đây, thái thành sợi vừa ăn. Khoai mình mua về cạo vỏ rồi mình sẽ nạo. Muốn trao được khoai thì ta phải để mỡ thật già. Nếu để mỡ không già thì nó khoai sẽ dính vào nhau hết. Và tiến mình vớt khoai ra. Khoai trao được vàng sẽ có độ giòn và độ thơm, khi ăn phở sẽ rất là ngon. Hành mình thái mỏng ra rồi mình băm nhỏ phi lên, khi trộn vào bánh phở nó sẽ dính vào sợi bánh phở sẽ ngon hơn. Mình sẽ đổ dầu vào. Phi hành lên, lúc ta trộn phở thì ta sẽ trộn cùng dầu hành này, nó sẽ thơm. Mùi tàu mới mùi ta, ta sẽ thái nho nhỏ. Khi lúc ta ăn nó rất là ngon, thơm. Chanh mình cắt ra rồi vắt lấy nước cốt cho vào làm nước lụ nhủ.
Cà chua mình sẽ cắt ra đem đi xay. Mình băm nhỏ rồi mang lên phi thơm rồi đổ cà chua vào, đổ tỏi vào. Nước cốt chanh. Đường các bạn ạ. Bột canh. Và một ít ớt. Ta cho nửa thìa bột năng nữa vào. Cho bột năng vào nó sẽ tạo độ sánh. Nước của phở chua sánh thì nhìn nó sẽ ngon hơn. Sau đó mình cho thêm một bát nước lọc. Mình cũng đã rang được. Gia vị mình đã chuẩn bị được. Sau đây mình sẽ trộn các gia vị vào cùng với nhau. Sau đây ta sẽ đi trộn phở. Muốn phở chua được ngon thì ta phải chọn được sợi phở mềm thì khi ăn nó sẽ dẻo ngon. Đây, mỡ hành mình đã chưng được. Sau đó ta trộn với phở. Hành khô ta phi được. Ta trộn vào với phở. Ta cho một thìa nước mắm. Nộm phở chua ở trên Lạng Sơn thì họ thường là cho xuống đáy. Đây, hòa cho xuống đáy. Nhưng một số hòa sẽ trộn cùng nhau. Một số thì hòa sẽ trộn đều cùng nhau. Đây, rau đây. Và sẽ cho ra đĩa. Trộn đều lên thế này thì khi ta ăn sẽ dễ hơn. Nhưng thường có người thì thích trộn, có người thì không thích trộn. Như nhà Hòa thì Hòa hay trộn. Đây. Sau đó rắc lạc lên. Nhìn rất là ngon và bắt mắt phải không các bạn? Sau đó lúc nào ăn thì ta lại rắc khoai chao lên. Nước nhủ cũng vậy, khi nào ta ăn ta sẽ chan. Các bạn ơi, Hòa đã làm xong món phở chua. Đây, mời các bạn cùng Hòa thưởng thức nhá. À,
ăn thì ta hãy chan nước lủ vào. Đây. Rất là thơm ngon các bạn ạ. Có vị giòn của dưa chuột và vị giòn của cà rốt, vị thơm của dứa, mùi thơm của lạc, chua chua của vị chanh và màu đẹp của cà chua, mềm của sợi bánh phở. Ngon lắm các bạn ạ. Các bạn nhớ like, đăng ký, chia sẻ.